Ok, hello, xin chào bạn và chào mừng bạn đã trở lại channel của mình và mình là TNVM Crab đây. Ok, hôm nay sẽ chỉ các bạn cách setting 240fps. Có thể nói là có một tìm lơ trong video đó, nhưng mà bữa mình đã làm một video rồi nhưng mà chất lượng nó như bùi vậy. Ok, hôm nay mình sẽ làm một cái video đàng hoàng hơn và chất lượng nó bình thường hơn. Và mình sẽ bật cái setting lên và mình sẽ cho bạn coi setting 240fps của mình là sao. Thì đầu tiên mình sẽ cho các bạn coi cái output. Thì đó, do output thì các bạn có thể thấy cái recording thì mình setting gì nè. Nói chung thì khá là giống của OKY. Bạn nhìn kỹ thì thấy khá là giống của OKY. Đây, các bạn nhìn đây. CBR nè. Ok, mình được rồi thì... Rồi bấm quay chưa ta? Chắc rồi á. Thì các bạn có thể thấy là đây là mic wireless. Thì tại do máy mình kiểu đủ để gắn cái mic wireless này thì mình để mic wireless thôi. Còn các bạn máy gắn không đủ thì khỏi để mic wireless, các bạn để wireless bình thường thôi. Và cái bit track này các bạn có thể giảm xuống để máy nhẹ hơn. Và để mình vô cái video này, và mình sẽ để cái này là 1920, là màn hình của mình là Full HD đó. Còn cái này là 32 sample. Ok, thì này thì tất nhiên là 240fps rồi, thì tại mình làm là 240fps mà. Thì các bạn có thể tua bấm dừng lại những cái đoạn này để coi cái setting của mình. Và ok, coi tới đó được rồi. Cùng đến với phần Sony. Ok, mình sẽ để cái video lúc nãy mình quay cái phần OBS level để dưới đây, mình sẽ test cho các bạn coi vì mình còn chưa quay video Skyward để thử nghiệm nữa. Ok, rất xin lỗi. Yeah. Và mình sẽ kéo này to ra và sẽ what the fuck, sao kéo không được? What the fuck is that, boy? Mình quên kéo này ra và đó, màn hình rất là đẹp trai các bạn. Và các bạn có thể quên, có nhiều cách lắm. Yes nè, mình vừa làm cái gì đây? Thì kể đi, mặc kệ nó đi. Thì các bạn muốn render kiểu render kiểu sao ta, 140 á, thì các bạn để là 2560 và ở dưới là tình trạng 144 không. Và cái này là lens frame. Apply. Ok, sẽ để lại video kia. Nãy mình vừa chuyện ngủ. Đừng quan tâm các bạn. Để là dưới đây. Đấy, và các bạn có thấy là 240fps ở đây và đây. Edison Vegas thì khá là ổn. Ok, hello. Chào bạn. Bản quyền cho chính mình. Chào các bạn đã chờ. Ok, thì bấm vào cái render art này và thì mình đùa thôi. Thì các bạn, mình render thường mình render cái render này là này nè. Oh my god, 160 mà hình như lấy lộ á. Đâu lấy, đúng rồi, đây cái render này. Đây là hồi bữa tới mình render 4K là mình lấy cái này nào, bây giờ mình lấy là 2560 và cái này 1440 xác thì mình để lại không. Nói chung là cho nó mượt hơn thôi. Và cái này mình sẽ để là 3 năm. Bên đây là best. Các bạn có thể thấy đây. Các bạn có thể custom theo ý của bạn. Thì các bạn có thể để là 10 Full HD hoặc là 720. Thì ok. Và bên đây các bạn có để best nha. Dù máy yếu của bạn cũng để best kiểu qua link của video. Nó sẽ tùy thuộc vào cái này nè các bạn. Các bạn render, các bạn để cut hay là kia thì nó sẽ khá là mờ. Ok, nói chung là vậy đi. Và các bạn ok, cứ ok bình thường và bấm quên render thằng đang về nóc. Thì mình chỉ chơi một trận Ranked Skyward thôi bạn. Thì tại dạo này á,
Thứ nhất là mình không muốn cái gì đó, không muốn video này nó dài, và thứ hai là mình đã kiểu cái mình không còn cái trình video như hồi xưa nữa, và bây giờ mình đã như bùi vậy. Giờ này mình tự cảm thấy, mình tự cảm nhận là mình ăn rất là dở tệ luôn. Thề, mình rất là buồn vì chuyện đó và mình sorry các bạn, tôi rất nhiều. Có lẽ là mình sẽ quit YouTube một thời gian bởi vì trường mình đã bắt đầu vào học rồi, đã học lâu rồi chứ. Nên là có lẽ là mình sẽ quit YouTube, nhưng mà mình sẽ không bắt một ngày nào đó rất là nhanh kiểu Tết chẳng hạn. Nice. Tại mình vừa đổi cái, mình nhớ ra là mình lấy vừa đổi cái gì ta, cái setting của thằng Kevin. Đúng rồi, setting rất chi là hợp lý luôn các bạn ạ. Bởi vì mình chơi ngu vậy. Chị đây, Hanny làm gì đây? 24 giờ cả địch ta. Đó, mình cho bạn đó, bạn lấy và xài đi. Oh, what the fuck is that?